Thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 5, Thanh tra Sở Truyền thông tỉnh Lâm Đồng đã triệu tập 5 thanh niên tuổi đời từ 16 đến 23 tuổi, ngụ tại Đơn Dương, Lâm Hà và thành phố Đà Lạt, đã tung tin không đúng sự thật lên mạng Facebook. Trước đó, những thanh niên này đã đăng tải lên Facebook cá nhân thông tin có nội dung Thủ tướng chính thức phạt 5 đến 10 triệu đồng nếu nam nữ kết hôn muộn sau 30 tuổi lên trang Facebook cá nhân. Những thông tin sai sự thật này sau đó đã được nhiều người chia sẻ, bàn tán gây hoang mang dư luận. Trên thực tế, hoàn toàn không có quy định nam nữ kết hôn sau 30 tuổi sẽ bị phạt tiền. Cụ thể, vào ngày 28 tháng 4, Thủ tướng ban hành quyết định 588/QĐ-TTg, trong đó khuyến khích nam nữ kết hôn trước 30 tuổi, không kết hôn muộn và sớm sinh con, phụ nữ sinh con thứ hai trước 35 tuổi. Thủ tướng yêu cầu chính quyền địa phương từng bước thí điểm các biện pháp tăng trách nhiệm đóng góp xã hội, cộng đồng với những trường hợp cá nhân không muốn kết hôn hoặc là kết hôn quá muộn. Tuy nhiên, việc tăng trách nhiệm đóng góp xã hội, cộng đồng với những trường hợp cá nhân không muốn kết hôn hoặc là kết hôn quá muộn cụ thể như thế nào thì phải đợi cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật, quy định chi tiết. Như vậy, quyết định 588/QĐ-TTg không quy định xử phạt với các trường hợp kết hôn quá muộn, không muốn kết hôn mà chỉ dừng lại ở việc khuyến khích nam nữ kết hôn trước 30 tuổi. Theo Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng, do 5 trường hợp trên vi phạm lần đầu có tình tiết giảm nhẹ và cam kết không tái phạm, nên đơn vị đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính ở mức cảnh cáo.